gái trả vàng cưới và 700 triệu tiền sính lễ để dứt tình với nhà trai, dân tình phẫn nộ khi nghe được lý do. Do áp lực từ phía cha mẹ, ngày càng có nhiều người trẻ chấp nhận cuộc sống hôn nhân được gia đình sắp đặt. Tuy nhiên, trước những tình huống như vậy, nhiều câu chuyện kỳ quặc đã xảy ra, chẳng hạn như câu chuyện đáng chú ý này của một cô gái ở Hồ Nam, Trung Quốc. Nửa đầu năm nay, cô gái được gia đình gọi về nhà để gặp gỡ một chàng trai cùng quê, mặc dù họ đang làm việc ở hai thành phố khác nhau. Đáng chú ý là ngay sau buổi gặp đầu tiên, gia đình hai bên đã nhanh chóng thảo luận về việc đính hôn. Mặc dù cô gái cảm thấy quá gấp, nhưng trước áp lực từ phía cha mẹ buộc phải đồng ý và ấn định ngày cưới vào cuối năm. Sau khi đính hôn như ý gia đình, cả hai cũng tích cực dành thời gian để hiểu rõ hơn về nhau. Chàng trai thường xuyên đến thành phố nơi bạn gái làm việc để có thêm cơ hội gặp gỡ. Tuy nhiên, khi họ tiếp xúc nhiều hơn, cô gái bắt đầu nhận ra nhiều vấn đề, đặc biệt là sự chênh lệch trong quan điểm. Vì thế cô quyết định kết thúc mối quan hệ. Chàng trai cũng không ép buộc, sau một cuộc trò chuyện cả hai quyết định trở về quê giải thích tình hình cho gia đình để hủy bỏ lễ đính hôn. Tại đây, tổng giá trị của các đồ trang sức và tiền mặt mà gia đình của chú rể đã mang đến cho gia đình cô dâu lên đến 684 triệu đồng. Trong số sính lễ này có 180.000 nhân dân tệ tương đương hơn 616 triệu đồng tiền mặt và 20.000 nhân dân tệ khoảng 68 triệu đồng là vàng. Để tránh các rắc rối tiềm ẩn, cô gái đã quay video trong quá trình trả lại các món quà, trong đó chú rể chỉ im lặng và lắng nghe cả hai bên gia đình nói chuyện. Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc trả lại quà, cô gái còn chia sẻ một video trên mạng xã hội để làm rõ toàn bộ sự việc. Lý do chính khiến cô quyết định hủy bỏ đám cưới là do cô cảm thấy không hợp tính cách với chú rể và gia đình. Ngoài ra, cô gái còn thừa nhận quyết định bắt đầu mối quan hệ nhanh chóng như vậy là do tình trạng tâm lý không ổn định sau khi chia tay với người yêu cũ, muốn trả thù người yêu cũ nên đồng ý đính hôn với thanh niên này. Bài viết của cô gái nhanh chóng nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều, thậm chí một số người còn nghi ngờ rằng có thể bạn trai cũ của cô gái đã đề xuất quay lại. Một số người khác thì cho rằng mặc dù cô gái đã trả lại quà cưới nhưng thực tế thì cô chỉ xem chàng trai kia như một lựa chọn dự phòng. Nếu xét về mặt lý, hành động này có vẻ không có gì sai nhưng thực tế có thể làm tổn thương đến tâm lý của cả hai bên và ảnh hưởng đến hình ảnh của họ trong mắt người khác.